chúng ta thấy là các là để làm cái mục đích sống của mình hay là cái gì ạ? Cái gọi là tuyên ngôn về sứ mệnh, đúng không? Mục đích sống, nếu mà chúng ta đọc sách thì thấy nó sẽ giống nhau. Mục đích sống là gì ạ? Life purpose. Tuyên ngôn về sứ mệnh là gì ạ? Mission statement, đúng không? Tùy cái thì nó sẽ có bao nhiêu bước ạ? À? Nó sẽ có 4 bước đúng không ạ? Cái bước đầu tiên là gì ạ? Liệt kê ra cái tính cách hay là hai cái tính cách hay là điểm mạnh của mình. Ví dụ như một cái điểm mà Công thấy rất là mạnh mẽ, đó là cái sự đam mê trong học tập, đúng không? Cái tính cách của mình, tính điểm mạnh của mình, đam mê học tập. Và Công nghĩ là Công là một người đam mê mà chắc là trong những đám bạn chắc Công đam mê nhất. Cái thứ hai là cái việc mà yêu thích trong cái việc support, hỗ trợ của mình, đúng không? Đó là cái tính cách mạnh mẽ của mình, điểm mạnh của mình. Và thứ hai là mình sử dụng cái điểm mạnh của mình như thế nào, đúng không? Thì Công sử dụng trong cái việc là hỗ trợ, support và truyền cảm hứng, inspire, đúng không? Những cái người mà Công có duyên Công gặp họ trong cuộc đời, để đúng không? Đó là cái bước thứ hai. Cái bước thứ ba là mô tả nếu mà thế giới lý tưởng thì nó sẽ như thế nào, mọi người sẽ sống với nhau ra làm sao, tương tác với nhau như thế nào, cái bức tranh của cuộc sống nó là ở đâu. Và hãy nhớ là thế giới lý tưởng là gì ạ? Là thế giới mà mọi người cảm thấy là vui vẻ. Thế trong cái mission statement Công có dùng cái từ là sợ hãi, bởi vì và Công thấy nó rất là make sense đối với mình nhé. Đó tôi nghĩ là sao ạ? Nó nghĩ là những cái người đi làm á, nó nghĩ là một phần bị mất cảm hứng là bởi vì họ nghĩ là nếu họ không việc làm này, họ sợ hãi là họ sẽ không có kiếm được tiền bằng cái việc làm cái việc người ta yêu thích. Do đó lý do là họ vẫn cứ phải tiếp tục họ làm công việc hiện tại chỉ bởi vì họ nghĩ là sẽ không kiếm được tiền bằng cái việc mà yêu thích. Thì đây chính là những cái thứ mà nỗi đau mà Công trải qua lúc trước, nên bây giờ Công muốn hỗ trợ là những cái người mà đã từng có cái giống như Công thì mình sẽ sống thoải mái và vui vẻ, vô tư, bởi vì mình sẽ kiếm được tiền từ cái việc mình yêu thích. Cụ thể Công kiếm được tiền từ cái việc Công đi coach, Công đi train, mà từ một cái người newbie có lẽ là không có một cái hề một cái kinh nghiệm trong đào tạo, không hề có một cái kinh nghiệm về nhân sự, không hề có một network, chỉ là một cái người cơ khí. Thì Công nghĩ đó, tự nhiên mình thấy là đó là một cái sứ mệnh lớn của mình, để mình giúp những cái người muốn làm nghề chuyên gia của người ta kiếm được cái tiền mà người sẽ sống một cách rất thoải mái. Thì đó là cái mong muốn. Rồi đến cái bước tư là đáp cả ba cái câu đó lại với nhau, đúng không? Câu một là hai cái tính cách điểm mạnh của mình, câu thứ hai là hai cái động từ và hai cái điều mình sẽ làm thể hiện ra, và về thứ ba là thế giới hoàn hảo của mọi người sẽ là như thế nào, đúng không? Cái mục đích sống của Công là gì? Công nhắc lại để chúng ta cùng nghe này. Mục đích sống của Công là sử dụng cái điểm mạnh của mình là cái đam mê trong học tập và cái khao khát muốn hỗ trợ người khác, để truyền cảm hứng, hỗ trợ những người khác sống một cuộc sống tốt đẹp, gọi là bring out the best in them, là vượt cái mang lại cái con người tốt đẹp nhất của họ, đúng không? Để họ sống trong một cái thế giới gọi là đầy yêu thương. Đó. Những cái điều Công làm là coaching training để mang lại cái điều đấy cho họ. Thì đó là cái mà một cái sống của Công. Quan trọng một cái sống của chúng ta là gì? Vậy là bây giờ là chia sẻ.